cọc chai đi đuổi. Quả này nó lọt mất chỗ này một ít đấy. Nó ra mất. Tôi chưa có kinh nghiệm. Buổi đầu tiên. Ê, anh em ơi. Kìa, bắt. Ôi ôi. Đuổi mệt thở quá trời luôn. lấy túi để bắt. Chỗ này phải được nó phải tầm 70-80 con đấy. Một mẻ thì giờ chưa kiểu gì được vài mẻ nữa. Anh em thân mến, đây là mệt quá. Hai anh em đùa một cái ruộng cỏ rộng như sân Mỹ Đình. Ôi giời. Mang túi này để đựng đây. Ôi giời. Được. Cỏ rộng như sân Mỹ Đình luôn. Quả đấy góc này của tôi là hơi muộn. Thì lúc đấy đang loay hoay để lấy chụp ảnh. Ông đang nhẹ kinh nghiệm mà để nó vào góc kia kìa. Không phải, nó đang góc kia rồi tao mới đuổi. Mẹ. Thì lúc ý đúng lúc nó bốc lên phải dồn kiểu này. Quả đấy mình kết hợp hơi kém. Mình chưa kinh nghiệm. Nhưng mà thì từ giờ đến chưa kiểu gì. Thôi, ăn mẻ thôi. Thế yeah. Mai lại ăn, hôm khác lại ăn, không cả nó sợ. Nó khôn à? Nó khôn là nó không ấy đúng không? Thì mai đánh lại vẫn bình thường. Vẫn xuống đều mà. À. Quá trời luôn. Đi bẫy này nó cũng nhiều cảm xúc. Nhiều quá trời luôn. Đâu có ra con nào đâu, con nào mắc là vậy à? Chim di này là ăn toàn hạt cỏ ơi. Thơm. Thơm lắm. Này tầm 3-4 con là được tí cháo thôi nhỉ. Ăn nó hôi. Hôi à? Nó không như chim sẻ. Mẻ quá như kiểu ném tên lửa. Đếm. Đếm đi. Tú vợ được bao nhiêu con? Chưa biết được, giờ mới đếm mới gỡ. Tao nghĩ phải được 70-80 con. Quả đấy nó lọt mất khoảng 30-40 con nữa. Lọt mất nhiều đấy. Nửa đàn. Ném vào nó dày quá, nó bật ra mà. Cái đàn này mà đúng mà nó mà phá ấy thì thôi rồi. Phá lúa mà gieo xạ thì thôi rồi. Bây giờ thì nó phải kiểu như nó mắc nó cắt hết cỏ đằng kia rồi. Nó tụm lại góc này nó ăn, đó. Đến nó ăn. Còn đéo nào diều cứ no. Nắng nắng. Này gỡ dần chưa? Tí xong mà. Sáu chú. Chú. Mình đang bò bò như nghe. Ấy. Có lửng ra. Này, nếu mà có thời gian cái căng này có khi tối vẫn mắc đầy con, những con nó bay đi bay lại. Mất trật tự. Ui. Ui nhiều quá. Bọn nó khi kê cái lưới này ác nhỉ, bố hoặc là chết. Chẳng có nào. Nó như lông chảo mà. Nó như cái võng ấy. À. Mà ông im tí nữa thì chắc ăn rồi. Mai lại đánh. Ở đấy. Đánh nhanh vào thử ông khác ông đến không đánh mất. Làm đéo có ai biết. Lại biết cũng đéo đánh được kiểu này. Có đồ này mới đánh được. Ông đến tôi cái chỗ tụm tụm này. Chụp chỗ dày dày đấy.
quá trời luôn. Quả đấy nó nọt mất nửa đàn như thế này, mình cứ mải quay mải chụp chứ không mình ép vào được góc chết là cũng anh em nào có nhu cầu mua lưới như hai nghệ sĩ đây thì liên hệ là 0163530592 nhá. Sẽ có lưới và có sào, sẽ có tư vấn đánh thành tích cho những cái sản phẩm như thế này. Đó. Anh em nếu mà quan sát những cái bãi cỏ, những cái khu vực mà nó ít người đi qua lại thì rất là nhiều chim di. Rất là nhiều chim di nhá. Đó. Mang đồ đi. Đánh có hơn tiếng đồng hồ thôi. Chỉ chờ chim đến là nhặt. Cái này là lại đi bán cho họ phóng sinh à? 5.000 một con à? Tú. Một ông đi bắt. Một ông đi bắt, một ông trả tiền cho ông đi bắt. Chim di này người ta ít ăn à? Ít mà, ăn hôi, làm lâu á. Ừ. Nó được ít thịt nữa. Hôm nào tôi vứt cho mảnh lưới rách rách mà căng ở dưới chỗ chuồng ấy của ông ấy. Chuồng gì? Chuồng chim gáy mà nhặt chim sẻ. Ấy, đàn chim sẻ của tôi bây giờ nó đông lắm đấy. Đàn đấy bây giờ đông kinh khủng luôn. Đấy, căng phát vào cây đào phát chim được nhặt. Ừ. Nấu cháo cho con. Cứ căng đấy nhặt dần thôi. Nó từng tầng lớp 1 đâm ra là cứ vẻ ăn tầng nào nó đi tầng ý. À. Đếm chưa được bao nhiêu con rồi. Chắc chắn thì hôm nay là cũng phải tầm hơn 100 con. À. Sơ sơ đã được gần 20 rồi. À. Ê, mình đặc trí quá. Nó lọt khe chỗ này mất khối đấy. Đang tồi hộ cái lồng kia kìa. Lồng gì? À, lồng sắt đấy, à, lồng xanh nhỉ? Lồng đấy để cho bớt mà. Ờ, cho vào lồng cho đỡ hại chim này. Lưới mình rất dễ gỡ, bay trên đầu trên đấy. Ừ. Đó, bắt từ khuyên trở lên nhá. Bắt từ khuyên trở lên à? Rồi. Lưới này thì con gì hút vào chặt chết. Cắt kia có khi chim cu mắc vào cũng chết. Ôi, mắc như bình thường. Đây. Biết chỗ nào nó hay về đồ ăn răng là... Nằm ở cái chỗ này mà quánh nhằn cũng khối hoa cỏ rồi đấy. Ừ. Đéo phải đùa. Thì phải dũng đầy dưới. Ừ. Khổ này là dài 20 mét à? Hơn 20 mét. Hai cái là 40 mét, 50 mét này. Như ném vỡ vào tường. Rồi. Các bác có gì liên hệ nhá. Nói ngay là đi đánh chim thật là thú vị đấy. Rồi, thấp xuống, rồi, hạ trùng xuống. Nhặt từng. Ôi giời. Số điện thoại tổng đài bán lưới là 0163530592 anh em nhá. Đó. Đầy cảm xúc. Sáng ra cứ gỡ chim. Chim rời cá nước. Chụp ảnh để gửi cho cái thằng kia phát. Ừ. Hôm nay là mình cứ lùa từ thì nó cứ lăn như kiểu sóng ý. Nó vào góc chết rồi mình wow phát ra nó giật mình rồi nó phi vào. Đây. Chụp cho coi, ấn vào đây để chụp. Ấn vào cái nút tròn này. Chụp. Ông đứng đi. Ờ, chụp tôi. Được chưa? Chụp vào ông nha. Ờ, chụp mấy kiểu ạ? Chưa nhìn thấy chim đâu, gần gần một tí. Kéo đây này. Đây rồi. Thế thì phải đi bên này. Đấy, ông đứng đi. Giờ lưới lên nhá. Mấy kiểu mà đứng gần lên đi nữa.
sát nữa xem. Sát thì bụi bơi. Đây đây. Nhiều nó đẹp. Chê. Đứng gần lại đây này. Không được rồi, đây thế này thì nhìn cho sáng hẳn. Cho nhà nữa. Rồi. Tháo hồ mà chọn. Cái này thẻ nhớ phải không? Ờ, máy này máy có thẻ nhớ ngoài. Nào tú quay đây xem nào. À không không phải quay, cứ để được. Đấy. Đấy. Đó. Để nó căng hết cả lưới này. Ờ. Ôi giời, lúc nhúc. Rồi. Anh em có gì liên hệ vào 0163530592 để cùng chơi chim, đánh bẫy chim nhá. Chào các bạn. Hy vọng là clip này sẽ mang lại cho các bạn nhiều cảm xúc. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.